Em mẹ nói là hai cái đầu hụi nhà hốt dạ, có một đầu trăm mấy chục triệu rồi có một đầu hụi ba triệu lúc đó lúc một chơi đầu, để bán đồ mũ 78 triệu hai đầu là lúc chơi để bán đồ mũ nó cháu chợ lắm mẹ nói nhiều quá có gì đâu tôi không biết nói gì đó như đó thôi thôi ha mẹ nói gì mà cho nó ôm cái mà em con ôm con sao bữa nay con đi học vậy ở nhà mình đi công chuyện con đó ôm mày con cái đi con ôm mày con cái con mày ăn cái đi giờ cái chú hỏi đi muốn ở với mẹ thì cho ở đây. Ở mẹ không sao ở với mẹ con chào cô chú anh chị giờ vô với mẹ đi vô với mẹ đi con ô nay kìa nay nhìn mà cô phúc hậu quá trời. Anh thấy mẹ em phúc hậu mà. Sao khóc? Sao lại khóc vô em? Hả? Nhớ gì? Mẹ cho con lên thăm, mẹ cho con đi thăm nó. Làm gì sợ? Gặp anh Hậu rồi anh Hậu thôi. Nói chuyện con không trả lời được thì con đừng nói vậy. Giống như hôm bữa đám cưới bé Như mẹ nhớ không? Anh Hậu nói chuyện con không dám trả lời con làm giọng con không có trời môi nhưng mà tại con trời môi con phun nước miếng con không có phun nước miếng chuyện đó mẹ nói như là quen cho con phải con trả lời là anh Hậu quýnh con mà bữa anh Hậu xỉ vô chán con mẹ nhớ không nhưng mà mẹ nói cho con nghe nè con có làm gì con làm con đừng có xỉ nhục người ta bây giờ con làm gì cả chợ già bây giờ thiệt không có bước chân đi đâu được hết trơn á cái gì con cũng phải có một lời xin lỗi với mẹ con làm vậy là không đúng nè bây giờ dạ đúng rồi con đâu có nói vô quan không phải cái đó không có nói nhưng mà cái khác nữa nè cái gì mẹ cũng giúp cho con hết trơn á mà sau này con bước ra con cũng đừng có nên nó xấu mẹ tự vì mẹ quá tốt con thằng nhỏ này vừa đẻ ra chưa được 5 phút đã nằm trên tay tôi rồi thằng nhỏ này vừa đẻ ra là cô đâu có để nằm giường hỏi nó coi nằm tay còn nó đẩy ra trời ơi tôi phải đẩy xe ra rồi ôm thằng nhỏ rồi dòm nó có thở không dòm nhỏ con thấy nó giờ cô chạy lên lầu xuống lầu cái thân mặt của cô vậy nè chạy lên lầu rồi coi nó mổ chạy đi mua cái tấm mổ cho nó rồi chạy xuống đóng tiền 2-3 lần luôn con từ ở nhà trọ bên kia chuyển qua đây cũng là tiền cô cái bảo hiểm cô sợ đẻ tốn tiền cô mua cái bảo hiểm cho nó luôn con thấy chưa nhưng mà lúc con mẹ nói xong thì không nói để mẹ nói xong đi em đó mẹ nói đi bao nhiêu cái gì cũng mẹ hết trơn á cái gì cũng là mẹ hết trơn á con thấy không mà bây giờ á là nở lần nào ra cái đòi thưa con tôi mà đòi thưa con tôi rồi đòi nó xấu tôi này nọ đừng con làm gì làm vợ chồng con nó cũng tốt thiệt nhưng mà có một cái là con phải làm gì làm con đừng có nói xấu mẹ mẹ quá tốt với con tại vì mẹ thấy hoàn cảnh con không có cha không có mẹ mẹ thương con chứ không phải mẹ không có người thương mẹ ơi cho con nói trước mẹ này à mẹ có con người Việt Nam của mình á là con luôn có lòng bao dung, luôn có lòng vị tha. Thì hôm nay con cũng đến đây, con cũng nhân tiện đây. Mẹ cũng muốn gọi con đến đây để nói chuyện rõ ràng. Để đúng cho rồi. Báo câu chuyện hôm trước mà mẹ nói đúng rồi. À, Ngân còn quá trẻ và còn quá ít suy nghĩ. Có thể là như vậy. Và đôi khi Ngân bây giờ Ngân phải nói như vậy hay là có một lý do gì đó. Đôi khi có câu chuyện giờ Ngân nó còn một mình nuôi con. Thì nó sẽ có một lý do để con quay lên. Cô chú biết đến. Thứ nhất, thứ hai hôm nay thì rõ ràng cho mẹ chỉ cho Ngân biết như thế nào tại vì con Ngân còn quá nhỏ và suy nghĩ của Ngân nó chưa tới hoặc là như thế nào đó nói chuyện nó chưa có đúng thì ngày hôm nay thì con nhân tiện đây thì cũng hy vọng mẹ có thể là bao dung cho Ngân để có thể là nói cho Dung Ngân hiểu về những cái mẹ đã lo cho Ngân rồi hôm nay thì Ngân có muốn nói gì với mẹ không dạ thì có sao em nói với anh vậy chứ em đâu có thêm có bớt gì cho mẹ đâu đúng là sáng chuẩn bị em nhập sáng ngày em đau bụng em nói với mẹ mẹ cho em mượn 2 triệu chiều mẹ đóng cho em mẹ đóng cho con mấy triệu nữa là 3 triệu nữa là 5 triệu mẹ đưa cho cô Tư Quý 1 triệu nữa là 6 triệu con xuất viện về con có kêu mẹ xuống lấy lại mà mẹ nói kêu gọi chị Hoàng mà con không tin tưởng chị Hoàng tại con thấy không biết chị Hoàng phải là chủ không hay là ở lâu năm rồi người ta cho chị Hoàng coi trọ con mới bỏ túi rồi con đi khám bệnh nó cũng lỡ gớt với lại con phải hết con mới hỏi mẹ rồi mẹ nói là lo cho mẹ trả tiền mẹ đi làm răng cũng tới thời điểm hiện tại cô cũng chưa có trả được cho mẹ chứ mẹ cũng đâu có cho con tiền đi lễ đâu rồi, còn rồi. Cái tiền mẹ đó nó không lúc con hứa với mẹ nhưng con đi làm con ở có bầu rồi con làm không được con có nhắn tin với mẹ là
mẹ ơi con không có tiền trả tiền nhà, con không có tiền trả, mẹ con không dám về. Mẹ kêu con á, thôi về đi, rồi có mắm hàng mắm muối đúng không, xanh xong thì đem đi cho, nhưng con lỡ không, con không có, con không cho. Mà không về phải. Mẹ không cho con với anh, với anh không cho con vô nhà. Mẹ nói phải có 5 triệu hay 10 triệu trả con. Con đừng nói vậy. Dạ, con đấy vậy là không bao giờ có nè. Con coi tin nhắn nè mẹ ơi. Không, con coi, đưa tin nhắn cho người ta coi đi. Giờ mẹ đưa tin nhắn của con, mẹ đưa cho anh người ta coi. Cô không có nói, không có bao giờ mà cô nói chuyện mà ác nhớ đích như vậy đâu. Cô nói là về nhà ở với mẹ đi, nó không cho con vô chồng ở ha. Thì con ở với mẹ, con mắm ăn mắm, muối ăn muối. Cô không bao giờ, cô biết con này không bao giờ nó có tiền. Đó, từ cái nhà bên nhà ở số 12 mà chuyển qua bên đây nè con. Con biết không? Cô cũng đưa 1,5 triệu qua. Cô cũng đưa tiền chuyển qua đây luôn. Họ nói có phải 1,5 triệu không? Đã mượn 300.000 tiền đi bán vé số. Cô cũng đưa mượn luôn. Sau này mượn thêm 400 nữa. Mượn bữa trước 300 rồi mượn sau 400 nữa. Mày mượn để làm gì vậy? Dạ mấy bữa sau con mới mượn. Đợi xong xuôi vậy mẹ. Cô nói gì mày làm gì, cô không đưa là bắt đầu mới có chuyện sầm lên vậy. Nếu mà cô đưa hoài thì dạ, chắc có lẽ không có chuyện đâu. Mẹ nói gì tội nghiệp. Nó đòi thưa, nó đòi thưa thằng Hậu này. Dạ không phải con đòi thưa, tại vì hồi đó anh Hậu. Anh ơi, để em coi lại tin nhắn, có gì em chụp màn hình em gửi cho anh tin nhắn đó nha. Nhưng mà giờ bây giờ em đừng có nói biện hộ cái gì hết. Bây giờ con đó thấy chưa con à, nói như thế này. Bây giờ có mẹ ở đây, có con của em ở đây. Dạ. Anh cũng muốn là để cho sau cho nói hết. Hai bên gia đình nó đồng ấm với nhau chứ không phải là một cách mình giải quyết cho một cách đồng ấm nhất. Tại vì Ngân có nói với con á là Ngân kêu là tiền nhà cửa gì đó rồi cái đó thỏa thuận hết trơn rồi. Dạ, Ngân mượn tiền của mẹ đúng không? Thì mới mượn bao nhiêu vậy mẹ? Bây giờ mượn hả? Dạ mượn nhiều không mẹ? Bây giờ thì bây giờ nếu tính ra là 10 mấy triệu, gần 20 triệu đó. Dạ, từ hồi đẻ tới giờ á. Anh tính muốn hỏi là hồi đó giờ con thiếu mẹ khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, không phải là tiền lúc đẻ tới giờ thì 6 triệu, bữa đó 1,5 triệu nữa là 7,5 triệu với lại bữa 300 là 7,8 triệu. 7,8 triệu lần sau mẹ đưa cho con 500 nữa. 8,3 triệu. Dạ, dạ. Cái xe này kêu 4 triệu nữa nè. Dạ chiếc xe đó 3 triệu tiền dạ. Phần. Giờ tiền cái bình vô nữa là 1,4 triệu nữa, tôi tính ra là 4 triệu. Cái bình có 500.000 mà. Là 4 triệu hay là cho nó 3 triệu nó cũng được, con tính vô đi. Con nói bây giờ cái tiền mượn nó không có nói, cái tiền nó không quan trọng bằng cái tình cảm. Nhưng mà bây giờ em với anh, con em Ngân ở đây với lại con của cô là đã ly dị rồi. Chưa ly dị. Sao anh nói là anh lập đơn yêu cầu rồi? Thì nó nạp đơn không, cái chuyện của hai vợ chồng nó, cô không có xí vô cái chuyện của trẻ con. Đúng rồi. Mình là người lớn, tụi nó ở với nhau thì mình thấy cháu mình nó vui. Còn tụi nó thôi nhau thì thấy hai đứa này tội nghiệp. Cô không có muốn tụi nó thôi nhau mà con này nó không nhất định là không ở với con thằng đó nữa. Thì nó là gì, nó thiệt là bây giờ gì có cần nó quạch tẹt ra không? À, không, không cần đâu, con thôi, khỏi cần đi rồi. Đó, rồi khỏi nói. Thì bây giờ vậy đi. Đó bây giờ á làm bây giờ cái giấy tờ của nó hiện giờ nó ký tên cái gì á là 130 triệu thôi. Dạ mẹ nói hết đi con, nhưng con nhớ kỹ lại là đâu có tới số đó đâu. Tại vì không không có nhớ kỹ nhớ gì đó, hội là một lần là dạ, nhiều, con thiếu nhiều lắm, hai vợ chồng con là 400 mấy đó. Không, tôi mà tôi tính có 300 triệu thôi, cái nó nói vậy nè. Nói như vậy con thôi bây giờ con ký tên con chỉ thiếu 260, bây giờ á cũng như là có trả giá nữa đó. Rồi 26 giờ ông hậu hơn nữa con nữa tự đi qua bển làm giấy. Dạ. Rồi ký tên đóng tay vô. Có giấy nó không giữ tạo. Dạ, không, tại vì lúc em nói là anh ơi anh đi ra. Mà con có làm giấy không? Để con nói anh ơi anh ship đồ. Thấy không, con thấy ông cháu chở anh ship đồ anh đi về anh dọn đồ anh về mẹ đi cho em phá cửa em đi làm, anh không chịu mà anh ở trong nhà em hoài. Em chén tủ quét rồi có cái gì nội trách đồ anh cũng lấy đem đi đổi đá cho. Không có. Con dắt cái bếp ga gì đang nằm ở nhà kìa, bữa nó la làng ông sùm hết đó, cái nó chuyện trong đó gì không có biết, nhưng mà nó ra nó về nó lấy bếp ga không có, cái nó la làng kìa, bếp ga con đốt ở dưới giường kìa. Mà bây giờ con cũng thấy cái hoàn cảnh là nó như vậy rồi, mà vợ cũng vậy mà chồng cũng vậy, hai người đều vậy hết. Mà bây giờ á lẽ ra người vợ phải đàng hoàng, đừng có nên làm vậy. Chồng mình nó có làm gì làm thôi, nó cũng được, mình ôm hai đứa con mình. Phải không? Mình đừng có vào với cái con đường đó. Chứ con làm cái gì mà không đàng hoàng.
con làm cái con đường như mẹ nói. Lúc trước có thể lúc mẹ nhớ là con không, bây giờ nó nói không đàng hoàng, mày đừng có trẻ treo với tao. Không đàng hoàng là tất nhiên người đàn bà không được chào vô con đường đó. Tôi giờ tôi là mẹ chồng như là mẹ ruột vậy đó, dạy con là không có được vào vô con đường đó. Con đường đó là chỉ có đàn ông người ta vô thôi, người ta chết. Hôm nay con đến đây con sẵn tiền mẹ về giải thích cái câu chuyện mà nhà cửa đó. Thì em nó ký vô cái đơn là cho Thuần là thiếu nợ mẹ thì phải trả đúng không? Thì đối với tình cảm của người thì đó là chuyện gia đình con không bằng tới đúng. Nhưng rồi. Hôm nay á là có câu chuyện là bé này là con của ai thì cô mẹ có biết không? Đâu có biết đâu. Nhưng mà thấy về giá trị con của ai đi nữa, tôi kêu tôi mà nội tôi cũng là bà nội nó. Thiệt. Mẹ nói vậy tội nghiệp con, vì mẹ đem bé này đi xét nghiệm. Không, dạ, không, không mẹ là người lớn, mẹ không có suy nghĩ tới cái chuyện đó. Thôi con về con mượn gì, con cạo đầu con thề. Chứ con không cỡ gì ai, sao bắt con nhận được. Bây giờ gì nó, giờ mẹ nói cho con, tụi con nghe nè. Giá trị trường hợp, giờ giá trị thằng này con có ai không cần biết, con của mẹ hay là con của ai không biết, nhưng mà nó đã ở trong cái rọ của mình rồi, là tất nhiên nó là cháu của mình, không có bỏ nó được. Bây giờ hiện giờ nó không nuôi đưa gì nuôi vậy đó. Thiệt gì nuôi gì sẵn sàng gì nuôi hết. Con thì con cũng không biết cái giải quyết như cách như thế nào cho nó đúng đắn nhất, nhưng mà bây giờ giữa tình cảm mẹ con, mẹ cũng đâu muốn chia cắt con mình đúng không? Đúng rồi. Mà giờ bé Ngân nó lại không có điều kiện, con đến đây thì con cũng hy vọng mẹ cô mang bé, tuy rằng không bé không về nhà với mẹ thì bé mẹ cũng cô mang bé với. Tại vì bây giờ nó còn trẻ, mình còn chỉ nó nhiều để cho nó thay đổi, để nó biết là con giờ nó có con, nó một mình đơn thân một mình, thì mẹ mong mẹ có thể là một, tìm cách nào đó mẹ có thể tạo điều kiện cho bé, chứ bây giờ nó một mình mẹ. Con chỉ muốn giải quyết một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bây giờ á mẹ chị giờ chỉ nói như vậy nè, giá trị trường hợp mà nó mà có làm cái gì làm, còn không làm được thì về mẹ đóng cho nó một cái thùng để nó bán kem ép hay là nước mía ép. Nó ngồi nó bán, ngày nó kiếm nhiêu thì kệ nó kiếm vậy nó xài. Còn cơm trong nhà là không có thiếu. Cơm giá trị muốn thèm ăn gì ăn, mua gì ăn, còn mẹ thì ăn cái đó thì con ăn được, ăn không được thôi. Là bán cái ngồi trước nhà mẹ đó, rồi xong xuôi tối đẩy vô, ban ngày đem ra đó bán, mẹ con ngồi đùm bọc với nhau. Đó, chỉ như đó thôi. Giờ trong nhà vô ăn cơm đã nói nhà mẹ có mắm ăn mắm, muối ăn muối, không bao giờ mẹ muốn bỏ con nhỏ này đi đâu đó, thiệt. Nhưng mà mẹ con sợ là khi mà Ngân về nhà mẹ, Ngân cũng sợ nữa, Ngân sợ anh có đối xử Ngân như thế nào vậy? Nó vậy chứ nó cũng nhát lắm con ơi. Vì bảo đảm nếu mà trường hợp nó mà dám làm nay gì đi nó chạy theo rồi. Dạ. Yeah. Ừ, nó mới chạy theo. Nó nói mẹ lên nói đàng hoàng, nói chị đàng hoàng đi rồi kêu người ta gửi cái đó xuống để cho mà mình làm ăn nữa. Chứ nó thẳng ra bây giờ bước ra cái người ta nhìn ta nói làm như mình không biết, mẹ biết hết trơn á. Nhưng mà người ta nhìn ta nói trời vậy ác với con dâu này nọ. Vì nó thẳng ra gì không có ác với cái tánh tình gì không có phải ở ác. Người nào nói gì mềm lòng là ra, không ác được với ai đó. Rồi, em nghe mẹ nói rồi đúng không? Dạ, nhưng mà anh ơi, nhà mẹ ngoài không có phòng ốc gì, không có buồn, giống như em ở lần ngoài trước nhưng có bàn thờ, em không có dám ở. Lúc em sanh đẻ em mới đi mướn phòng trọ, với lại anh Hậu cũng có vợ rồi đó. Ủa, em sợ giờ đó là luôn phòng trọ chảnh. Ở chỉnh cũng có phòng trọ đó, chạy qua chạy lại chạy. Con muốn nhưng mà con không có tiền nên con đâu có dám muốn đâu. Trời, con đâu có biết là mẹ cho con mượn nè tiền. Nè, mẹ nói cho con nghe, mẹ bắt buộc con mướn nhà mẹ trộm. Tất nhiên là không phải mà để con đóng tiền. Con không có tiền, mẹ vẫn đóng tiền cho con. Tại vì mẹ đó kêu con mướn nhà ông đó ở rồi. Rồi cái đẻ chữa là chạy qua lấy cơm ăn. Rồi hai lần kêu một tháng đem chứ cơm qua ăn. Chứ không có lần tiếng rồi, con không có dám mướn đâu. Ngân có nấu mẹ là mẹ lấy nhà của Ngân là sao con không hiểu, mà tôi nói thiệt không phải lấy nhớ nhà, nhưng mà lúc đó Ngân mượn nợ mẹ mà giờ Ngân không có gì để trả thì Ngân buộc lòng Ngân gửi cái nhà cho mẹ giữ tạm tạm, sau này Ngân có tiền thì Ngân gửi lại cho mẹ. Thì đó là cái điều như thế nào mà con không hiểu, cái nhà đó nhà của ai mẹ? Cái nhà đó nói thẳng ra đó là của cái ông kia là tên Xuân, mà bây giờ mẹ nó ở bây giờ á, giá tỷ giờ gì cũng dám ở chổng đâu. Tự mẹ nó hồi đó ở chổng, mà mẹ nó hồi đó là cũng như là gia vũ gì cho hội, gì cũng cho hội hiện. Mẹ nó chết mà còn thiếu nợ của gì nữa đó. Giờ gì cũng cầm tiền trả nợ giùm cho mẹ nó là cái bà Hiệp. Mẹ ơi, mẹ nói xong đó. Thấy chưa, con thấy chưa? Bà Hiệp
mẹ nó chết rồi, để con nhỏ này lại trả nợ. Mẹ nó chết rồi, nói là để trả cho gì. Mà tới hồi mẹ chết không nói chuyện tí nào trơn á. Nói sao mẹ con chết rồi, con ra nói gì, đang gì vô gì gặp cái mã, cái hòm mấy gì nói tôi cho chị. Phải nói cho mình biết là mình nói cái hòm á, nó mới có linh thiêng. Không có nói gì trơn, tới hồi mấy năm sau gì đó nghe nói bà chết, trời. Đâu có nhiêu tiền đâu, là bà thiếu gì á là chỉ có 6.8 triệu. 6.8 triệu, rồi bà Hiệp là 5 triệu. Cái là đội nhỏ này hoài mà, lúc nhỏ này làm dâu mình rồi. Thôi để tôi trả cho chị, cứ mùng 1 là tôi trả 1 triệu 5 tháng. 5 tháng là trả hết. Mà tiền nợ mẹ mình thiếu, bây giờ con nói cũng đúng, mẹ mình thiếu, thì để cho mẹ mình thanh thản để ra đi, để đầu thai kiếp mới. Thì con phải trả nợ cho người ta đi, không lẽ để bà dạ, chờ xuống cái chuyện rồi cái nói, cái nó nói à, tự vì bà đó thấy ghét cho nó không dạ, trả không phải là thấy ghét mà bà nói chuyện không có đúng gì đó đúng. Thấy chưa mẹ con, thấy em chưa? Bệnh á, bà có vô đúng không mẹ con? Em nói là giống như là mẹ em có giao hộ cho bà, nhưng mà bà nói không có giao nên em không có dám, em không có tới luôn nói chuyện với bà. Còn những người khác con vẫn nói chuyện, con vẫn trả bình thường. Hôm nay giống như là anh chơi đi mà con ra, mẹ là người mẹ hồi sống, mẹ hồi anh, mẹ hồi chết anh hồi sống đúng không, thì em sẽ chỉ là mẹ đưa tiền cho anh chứ em chưa bao giờ mà quỵt mấy cái chuyện đó hết. Tại vì bả nói không có đúng nên em không có trả, chứ không phải là mà em đứng ra trả giùm đúng không? Dạ, mẹ trả là em không biết chứ em không đồng ý là trả à, số tiền đó bây giờ cho con nhà mẹ. Con bà Hiệp còn đó đó. Dạ mẹ cứ lại đi. Rồi bây giờ có tiền mượn mẹ là hai vợ chồng mượn đúng hai rồi. Vợ chồng mượn là 400 mấy chục triệu luôn á. Mà trả giá lợi là còn có 300 triệu thôi. Xin này nọ còn 300, giờ cái xong xuôi cái còn trả giá lợi nữa thôi. Bây giờ 260, con 130, ổng 130. Rồi bắt đầu người 130 ký tên ra, hai người ký hai tờ. Là người 130 là hai người chỉ có 260 thôi. Rồi con biết không, cái nhà hiện bây giờ nè, không ai ở đó. Bây giờ vô chẳng giá tỷ mà trường hợp nó bán được thì nó cứ bán. Nó lấy tiền thêm ra. Vì không có ở thôi. Nếu mà sau này mày gì có chết thì cái nhà đó gì nói với thằng con cái gì của cái thằng này chứ không có của thằng nào đó, mà cho tụi con nghe luôn, cái nhà cuối cùng đó là của cái thằng này nè, chứ không có của ai. Cha cũng không được quyền lấy mà mẹ cũng không được quyền lấy cái thằng này nè. Cô viết gì chốt lại cho thằng cô, thằng này đó, cho tụi con nghe luôn. Rồi đó, vậy là con yên tâm rồi đó. Thôi, con đơn giản thôi, con nói một hay là con chỉ hỏi đơn giản vậy thôi, con không hỏi nhiều dông dài con mất thời gian đó. Và cái chuyện nói chuyện gia đình con cũng không xen vào được. Đúng rồi, không hề xen, không có quyền để xen vào được. Nhưng mà bây giờ tại vì nó còn nhỏ, thứ nhất là nó hỗn lắm con ơi. Rồi em ngồi xuống đây con. Rồi cái nhà đó mẹ đã hứa rồi đúng không? Không có cho ai hết, không cho ai hết, cũng không trả lại cho em. Nhưng mà sau này con không, anh lớn bán được cứ bán, lấy tiền thêm ra cho nó bán được. Còn em nghĩ bán được á là em lấy tiền em trả cho mẹ, còn dư em lấy đó. Còn sao nè? Nói đây có tụi con nghe đó. Quan như thế nào em nói anh nghe. Mẹ nói em hổng có đâu về trả nổi hết. Từ đó giờ em làm nho ở nhà mẹ em có trả treo với mẹ lần nào thôi, chưa? Thôi bây giờ hay là mình có khi nào mà trả mẹ tới la em không hiểu rồi. Hồi bữa trước anh quay em đâu có khóc gì đâu. Bây giờ nói gì là quen cho em. Còn cái vụ tiền của bà Hiệp á là bà Ba Hường thì em không có trả. Bây giờ con biết em không rồi, đồng con biết trả. Nha, con biết cái gì vàng đi theo em gì trả. Thì em chỉ từng nhà của mẹ, mẹ em thiếu tiền hồi đó em có nói chuyện với họ đàng hoàng. Hồi đó mẹ em thiếu tiền là em đứng ra em trả, em đứng ra em đi trả từng người. Như là em đi làm gì em có ít em trả ít, em có nhiều em trả, em có ít em trả ít, rồi em có giống như là em có nhiều em trả nhiều vậy đó. Còn anh thôi là người hủy sống thì em chỉ cho người hủy chết rồi tự họ nói chuyện với nhau. Cái đó anh không hiểu, anh không biết chơi hiểu, anh không chứ hiểu. Nhưng mà đừng em, mẹ nói gì là quen cho em còn tiền á, con nhắn tin hủy lúc đầu á, mẹ hốt cho con với anh Hậu là hai đầu của dì Quyển, nửa tháng đóng 3 triệu. Rồi con đi về đám cưới của chị Hương, mẹ con nhờ mẹ chơi giùm con một chân hụi nửa tháng 1 triệu hay gì đó, con để dành con đẻ thằng Nhân. Nhưng mà nửa đường hai đứa con làm ăn thất bại có hốt hụi trước, mẹ gửi xuống 20 mấy triệu. Mẹ cho con với anh mượn 5 chỉ vàng 24. Dạ hụi nhà có hốt không? Dạ hụi nhà hốt, nhưng lúc mẹ chuẩn bị đi mẹ nói là hai cái đầu hụi nhà hốt. Dạ có một đầu 100 mấy chục triệu rồi. Có một đầu hụi 3 triệu. Lúc đó lúc một chơi đầu, để bán đồ mũ 78 triệu hai đầu. Là lúc chơi để bán luôn mũ. Nó là cháu chở lắm. Mẹ nói nhiều quen cho con. Thôi cháu chở. Nè, bể nợ đi về. Mẹ nói bỏ tiền ra. Nhân ơi, hội đó là mẹ chuẩn bị đi rồi. Con khỏi đóng hội cho mẹ nữa là 1 tháng 3 triệu. Về tôi cũng phải trả cho ta, cũng phải mẹ, trả mẹ trả nha, mẹ nói mẹ cho con mà sao mẹ tính vào tiền nợ được.
rồi á. Rồi tôi cầm cái này, tôi cho mày 10 triệu lúc rồi tôi mới mượn mày mà quỷ 5 triệu rồi, mới mượn mày nhanh 50 triệu giờ đưa mày 10 triệu có sao mày không kể cho người ta nghe luôn. Dạ thì mẹ nói, con nhận hay con không nhận là con chối, con cháu chở. Thôi mày cháu chở lắm, rồi cái điều nhiêu đó cháu chở thôi đi. Bây giờ là tôi giờ định sắp sửa về nè. Bây giờ gì muốn kết thúc chuyện này đó, bây giờ gì nói vậy thôi. Dạ. Đó, vì chỉ biết giải quyết như vậy á. Con thấy con này gì nói chuyện thôi với gì nói đi, gì lớn tuổi rồi gì không thích trả treo cái đó. Con cũng xin mẹ một chút thời gian như thế này. Câu chuyện đó thì con nghe rồi, con hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ như thế này, mẹ có tạo điều kiện cho bé nó về gần nhà mẹ không được không? Được mà. Đó không có về cho về. Về cứ về đi. Mẹ có thể giúp cho bé chăm sóc bé được không ạ? Bây giờ mẹ nuôi này rồi nuôi nó chưa có, ở nhà có một bà già nữa, bà già 95 tuổi, năm nay 95 tuổi. Mẹ tạo điều kiện ở nhà cũ của bé đó, sau này thì mẹ có cái nhà đó nhà có quyền của mẹ rồi, đã ký tên là quyền của mẹ rồi. Thì bé có thể mẹ có thể cho bé về đó bé ở tạm đỡ tốn tiền. Cho bé đi bán giấy số hay bán nước cam mẹ theo ý mẹ đó. Nhưng mà không được đâu. Con này nó cháu chợ lắm, không có được đâu con ơi. Nếu mà gì không có đạp chân vô căn nhà đó là căn nhà đó bán cho người ta là 80 triệu rồi. Nói thiệt luôn á. Bán cho người ta rồi. Thì không bây giờ cái nhà đó nhà của mẹ mà. Hồ sơ của mẹ nó ký bên ngân đã ký cho mẹ mà. Nhưng mà chưa có sổ đỏ gì đâu. Đã nói nó làm sổ đỏ nó bán cho ai nó bán đi gì không có lấy cái đó đâu. Mẹ ơi, nó không thiếu mẹ tới trăm mấy con không đồng. Tổng cộng thiếu mẹ giống như tin nhắn con gửi cho mẹ thì mẹ được chứ. Theo em là bao nhiêu? Theo em thì bao nhiêu? Em có gửi tin nhắn cho anh coi như vậy đó. Không, em có con số em đọc cho anh nghe bây giờ nè. Giờ đâu vô cái máy chứ bắt tôi. Dạ mẹ, để con có chụp từng màn hình lúc mẹ nhắn tin cho con mà có clip của anh tới ở đây con có gửi cho giờ anh. Giờ gì nói với tụi con trao đổi như đó được rồi, bây giờ gì đi về, tự về nhà gì còn người lớn tuổi nữa. Thiệt, vì còn bà mẹ nữa. Bây giờ để cho dì đi về đi, nhăn đi về với nội nè. 57 triệu tiền hụi, 21 triệu tiền hụi, 20 triệu tiền năm chỉ vàng, tổng cộng là 98 triệu chia đôi mỗi bên 49 triệu. Chứ không tới như lúc giấy nợ con với mẹ ký, tiền xanh với tiền xe 9 triệu nữa. Con thiếu mẹ tổng cộng chỉ có 58 triệu thôi. Nhưng mà hồi lúc giờ chưa tính con... cái tiền đóng cái nền nhà 30 mấy triệu nữa. Vậy trời mẹ ơi. Nói là đứa nào, hai đứa thôi, gia đứa nào ở vậy nuôi con mẹ cho 30 thôi, triệu. Thôi tôi không nói cái đó, tôi đâu nói giờ ai cháu chở với tôi cũng cháu chở lại. Giờ tôi đâu có nói gì đâu, tôi không biết nói gì đó. Như đó thôi, thôi ha. Mẹ nói gì mà con không ông mà em con ông con. Sao bữa nay mà con không đi học vậy? Ở nhà mình đi công chuyện con đó. Ôm mẹ con gái đi. Con ôm mẹ con gái. Con mẹ con cái đi. Giờ đó, giờ mấy chú hỏi đi. Muốn ở với mẹ thì con ở đây. Con ở với mẹ không? Sao ở với mẹ? Sao ở với mẹ? Mẹ cho con đi học cũng được. Con đi học nữa. Mẹ cho con đi học ở đây mà. Mẹ hỏi thầy có giấy chuyển trường cho con rồi đó. Thầy đồng ý rồi, học ở bên đây nè. Nha. Mẹ cũng cho con đi học mà. Mẹ chuyển trường rồi, mẹ làm giấy rồi đó. Sáng con đi học rồi mẹ cứ con giống như lúc nhập học á. Vì nói với tụi con là gì không có gì không có dành đứa nhỏ, nhưng mà nó gia đình nó có cơ sở, có chuyện làm ăn đàng hoàng, có đồng vô đồng gia gì cho nó về ở. Thì con nói khỏe. Với mẹ rồi đó, nếu như bé Nhân có ốm đi hay là đi học không được, mẹ có quyền bắt lại chứ anh Hậu con không dám về nhà không dám nhân. Trời, con có ôm mẹ nữa không? Ôm mẹ ăn miếng đi. Mẹ chuyển trường xong Nhân muốn đi ở với mẹ nha. Mẹ chuyển trường nó không đi rồi cũng vậy thôi. Để từ từ đi. Để từ từ. Nội đồng ý là con đi với mẹ nha. Nội đồng ý cho đi. Cái nón ở đây với mẹ đi, chiều mẹ đi con về nha. Nhân ơi, chúc mẹ về chỗ anh này con ở đây với mẹ nha. Đi. Nha, chúc mẹ đưa con về. Nó kẹt nhớ đi. Chịu. Chịu không? Bây giờ. Thôi nhưng mà thử chi, cái này nó làm gì làm nó cũng cháu mình rồi. Nhưng mà nếu mà thử thì anh sẽ nó tự cũng... tin hơn, anh sẽ nhận con mình chứ bỏ đứa bây con vậy. Bây giờ nó cũng chẳng vậy. Bây giờ con đưa nó cũng nhận vậy. Nè, con thấy bàn tay giống y hệt nè. Y hệt đúng không? Ừ, bàn tay này chứ. Cái mặt thì nó không phải giống kia, con thấy giống kia không? Thằng này đẹp trai hơn. Thằng nào cũng đẹp trai á. Thằng này đẹp trai hơn. Ở đây với mẹ nha. Nếu như mà cô chịu đồng, cô sợ không phải cháu con nuôi hay là coi như có vấn đề gì cô còn e ngại á thì tiền khám ADN con sẽ chịu cho. Tổn thiên nó tội nghiệp nó con rồi, tổn thương.
Bây giờ con không làm ra là lớn lên nó còn tổn thương hơn. Con phải giấu những chuyện đau thương nhất của mẹ nó hay đau. Là gì đó. Tội nghiệp nhất thằng này. Tội nghiệp nhất thằng này nè, thiệt. Bây giờ nó chịu cảnh xa lìa đó. Hồi đó đó là mượn tiền cắt gia dục nè, cô không chịu đó. Thì thưa cả nhà, đây là cô mẹ chồng của chị Ngân. Hôm nay thì cô muốn đến đây để giải thích cái việc là đúng sai. Thì có câu chuyện rõ ràng đã cô chú đã xem rồi. Thì mẹ cũng không có bỏ đâu, mẹ quan tâm. Cũng như cuối video Bibi cũng có biết nói là Bibi thấy mọi người mẹ quan tâm, nhưng mà sao lại quan tâm một cách lạ như vậy. Quan tâm như người để đứa cháu hôm nay thì con không biết lý do tại sao. Nhưng mà giờ cũng không dám nó đổ vỡ rồi. Con chưa biết đổ vỡ hay không chứ. Đổ vỡ rồi, nhưng mà làm gì nó cũng có cha có mẹ đi ha. Con hy vọng vậy nó không có cái gì đó, nhưng mà nó hay gì nó chả treo gì ghét rồi. Chả treo dữ lắm. Cô, mẹ biết là bên thân nó từ môi trường nào ra. Mẹ biết đúng không ạ? Mẹ biết thì con nghĩ từ môi trường đó thì mẹ cũng hiểu rồi. Bây giờ mẹ cho nó thay đổi con người nó. Giờ chịu cảnh này thôi, đau lắm mẹ. Cái sai người mẹ là mẹ mà mẹ đâu có muốn sai con bây giờ á. Thấy cảnh đó thì con đau lòng lắm. Thiệt chứ. Không được, để ngày mai sáng đi học rồi con ơi. Tại vì con rước nó đi 2-3 lần, con đưa không đúng là mắc công nó học nó rớt tội nghiệp đó. Bây giờ đã nghèo rồi phải học cho nó giỏi lên, đằng sau này nó lo lại cho tụi con. Lúc đó mẹ cũng chết rồi. Ôi, mẹ nói chuyện với anh không vậy, không nói chuyện với em. Nhỏ nhẹt miễn luôn. Con có ở lại với mẹ con không? Chút vậy. Không. Sao vậy? Xíu buổi sáng con đi học. Từng ly từng tí vậy đó. Hồi lúc em không chịu ký giấy là bà anh không chịu ra khỏi nhà. Em mới nói là mẹ ơi, giờ mẹ lấy nhà rồi, con thờ mẹ con ở đâu. Rồi em ký giấy bà mới giúp anh Hậu về. Anh chỉ giúp em được một chút gặp con của mình thôi. Dạ. Anh thấy cảnh mà mẹ con chia lìa mình cách biệt như vậy, anh thấy đau lòng khủng khiếp. Anh thấy từng tin nhắn em nhắn cho bà, em nói đàng hoàng chứ em đâu có nói hổng ổng gì mà bà nói em là chả treo với bà. Hồi xưa vậy em về em làm dâu, bà chỉ giống như là em với anh làm cho bà buồn, bà chỉ la em với anh đúng một lần thôi à. Chứ chưa bao giờ bà la em mà bà nói gì là quen cho em. Bây giờ em tính sao? Cái nhà đó em bữa em nói với anh trong giấy đó là em nói là em thiếu bà có 58 triệu rồi, cả tiền xe, tiền xanh luôn á. Thì cộng với cái kia luôn tầm 58 kiểu như 60 thì em nói là kiểu như ngày xưa mà anh ở với em, anh hứa là 2 năm anh nói với bà vô cưới em, thì cưới em thì đó cũng giống như là tiền quà cưới rồi. Thì em giờ em xin bà, em nói là mẹ ơi cho con xin cái số tiền đó, cũng giống như là lời anh Hậu hứa với con rồi. Chứ lúc mà mẹ nói với con, anh Hậu nói hẳn với con là anh Hậu không có cưới con thì con đâu có chịu để gì đâu. Con nhờ gì con hoặc là ai đó ra nói chuyện, còn nếu như mẹ không đồng ý thì con cũng thua anh, tại vì con đâu có đủ tuổi đâu. Anh tự cởi đồ con, dù con chưa có đồng ý nữa. Mà lúc đó con thấy anh lớn rồi, con không có chống cự, con sợ là mất an toàn cho mình. Vậy anh hỏi em nè. Còn nhà thì bà giữ như bà không cho em dài, có anh rõ ràng đó. Dạ, em bán, em nói là bán được 200 mấy. Rồi em đang đi làm giấy tờ nhà, rồi dư thì em lấy. Còn số nào bà lấy thì em trả cho bà. Còn nếu như mà bà cho em thì em phải nè. Chứ kêu em để im là em không để im cho bà đó. Đó là chuyện gia đình anh. Vậy chứ tiền bạc thì anh cũng đâu biết, chỉ có em với bà biết thôi. Anh nói thiệt với em nè,
anh đến đây á, anh đến đây với mục đích là anh giúp người, chỉ biết giúp người thôi. Anh không muốn lao đầu vào những cái chuyện rắc rối. Anh nói thật sự là như vậy. Và anh chỉ biết giúp người thôi. Biết là mình mệt mình, khó khăn cho mình. Nhưng anh vẫn cố gắng giúp cho em. Giúp cho em là giúp ở đây như thế nào? Giúp cho con em bé đây này, nó đủ điều kiện phát triển. Anh không phải là người giúp. Chính cô chú anh chị mình thường quân giúp chứ anh không phải là người giúp. Anh chỉ là người cầu nối thôi, anh phải truyền tải thông tin thôi. Em cảm ơn anh. Và cái câu chuyện của em và mẹ á, anh không thể công khai lên đây. Em hiểu không? Anh không thể nào bà mượn người ta quay trái chiều lên mình. Trái chiều hay không trái chiều á, anh giữ video gốc. Dạ, trái chiều như là quan cho em. Giống như những gì mẹ nói là không có sợ. Nói em hổn với mẹ là em không có hổn. Còn tiền của bà Hiệp mà mẹ trả vậy là cũng quen cho mẹ của em nữa. Cuộc sống của em có nỗi khổ riêng. Rồi cái số tiền mà bà nói thiếu đến 400 mấy chục triệu cũng quen cho em nữa. Em nhớ kỹ rồi, có 58 triệu cả cả cái tiền em xanh với tiền chiếc xe luôn đó. Anh nói bây giờ, em có nói gì nữa, em có tiền trả không? Thì em nói là nếu như bà cho em xin số tiền đó, giống như là lúc bà đi cưới em qua cưới. Nếu như hồi lúc mà lặt ra thì còn bà đâu có thằng bé nhăn đâu mà cũng còn bà đâu được ở ngoài đâu. Nếu như bà nói với em cái gì bây giờ em có vậy, tiền em trả bà cũng đâu có đòi được đâu. Nhưng mà bà lấy nhà đó, anh xin cho em về ở bà cũng đâu đồng ý đâu. Nhưng mà giờ em bán nhà đúng không? Em định bán nhà rồi trả cho bà cái số tiền 60 triệu thôi, còn bao nhiêu em kiếm người em gửi. Không thì em mua miếng đất, em nhờ hội chữ thập đỏ cắt cho em cái nhà tình thương hả? Ba mẹ con em mở đất đai hả? Dạ. Rồi em cứ giải quyết theo chuyện của em đi, rồi anh sẽ tìm hướng theo cái nhà bé với tâm bán đất, rồi bán đất trả nợ cho mẹ. Còn như thì kiếm chỗ nào mua miếng đất nhỏ nhỏ rồi xin nhà tình thương hả? Chứ giờ nở chợ hoài sao được. Rồi có gì để anh tìm đất cho em mua. Em cảm ơn anh. Nhưng cuộc sống bây giờ nó như vậy rồi mà. Cuộc sống của em á là không phải là em muốn, mà do hoàn cảnh đưa đẩy. Cuộc sống mỗi người mỗi cảnh cả nhà. Nó đưa vào một cái rất là đơn giản. Cho dù mình muốn hay không muốn, cho dù mình như thế nào đi nữa, thì hoàn cảnh nó sẽ tạo thôi. Tạo ra một cái nghiệp cho em. Thì anh không thể giải thích trên rõ cô chú hiểu được. Anh cũng biết là mình mập mờ câu chuyện, nhưng mà bây giờ nó đã như vậy rồi. Vì cũng không biết trả lời với cô chú anh chị, quý khán giả, với cô chú anh chị mình cũng như thế nào, không biết trả lời như thế nào luôn. Vì cái hoàn cảnh của bé Ngân nó rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh này không thể nấu ra. Mong rằng quý cô chú anh chị, quý khán giả, quý cô chú anh chị mình thằng Quân có thể thông cảm được điều này mà BB đang làm. Thật sự và BB chỉ muốn giúp đỡ hoàn cảnh thôi. BB không muốn lao vào những cái phức tạp, nhưng mà bây giờ đã lao rồi, nó không thể lao thôi. Nhưng mà không lao vào thì không được. Thấy họ như vậy mà không lao vào không được, chị không được. Thấy một đứa trẻ nó như vậy, không lao vào là không được. Nãy Ngân có nói cho anh là bé nó không có uống sữa được. Dạ, em cho nó uống sữa bọt, sữa Vinamilk mấy bữa và bây giờ nó quen luôn rồi. Hôm nay thì anh đến đây, anh BB cũng không muốn nói về câu chuyện đó nữa. BB chỉ muốn khoe với cả nhà là BB mua những gì thôi. Đây là đồ chơi cho con nè. Đó, để con lớn xíu nữa, mấy tháng, 7 tháng là chơi được cái này nè. Cái này bỏ pin vô mình chơi, anh bỏ pin sẵn rồi. Dạ. Bỏ pin cho chơi với trái chơi này, nó linh hoạt á. Dạ. Nó nhạy cảm á. Đây, tên bình sữa. Dạ, cảm ơn anh. Bình sữa này cũng xịn đó. Cái này là nhiệt kế nè. Nhiệt kế á, để lỡ bé có sốt á, hay là có gì á, rụt dưới con, chú không có nói, nhưng mà để cho em lỡ những cần thiết để đo nhiệt độ cho bé nha. Và đo nhiệt độ sữa luôn cho bé uống luôn. Dạ. Thì có gì thì em lên mạng em đọc hướng dẫn sử dụng hoặc chỉ cho em nha. Dạ, em cảm ơn anh. Ừ, đây là nhiệt kế cả nhà, để cho bé nó lỡ, nhiều khi mình không biết cái nhiệt độ của bé. Trời ơi, ổng nhiều chuyện kìa. Trời ơi. Rồi đây, có giấy hướng dẫn trong này luôn nha. Dạ. Đây là ngũ cốc dành cho mẹ khi sau sinh. Dạ. Rồi anh mua cho em 3 hộp ngũ cốc luôn. Đó. Anh ơi, cái ngũ cốc đó cho em nhường để cho chị nào mà giống như phía sau anh có quay không? Tại vì em ăn uống chế độ em cũng thấy khỏe bình thường, em không cần bồi dưỡng.
không phải bầu dưỡng cho em, là bầu dưỡng cho con em á. Em có sức khỏe em mới chăm con em được. Tại em thấy cũng khỏe thì em nhường lại cho mấy chị xanh khó khăn á. Không sao đâu. Em lo cho em trước đi. Nè, đây là cái ti lỡ như hư cái bình sữa hư á, em thay á. Dạ. Cái đầu ti á, bình sữa đó, lọc cái bình sữa đó đó. Dạ. Rồi. Còn nhiều không? Nhiều lắm. Rồi có hai bịch trả đó cả nhà. Có hai bịch trả đó này. Hai bịch trả lớn, mua một hai bịch này được tặng nha. Cho một bịch trả nhỏ nữa. Thì ở đây anh mua, ủa hai cái áo mà sao cũng có cái vậy ta? Đây hai cái áo luôn. Rồi hai cái áo dài cho con luôn nè. Hai cái áo mới luôn. Đó, biên thì biên la thì BB lại có gửi cho cả nhà là có mới nè. Đó. Yes. Mua to to xíu để là lớn lên nó mặc cho vừa nha. Ủa cái này 200 mấy ngàn cái mà ghê vậy. Mắc quá vậy. Đây cả nhà. Còn mình mua đông sốt đó nha, cho nó tiện. Rồi cái này đầu ti cho bé nè. Ti là cái đầu ti hạn chế cho nó ngậm thôi nha em. Dạ. Hạn chế cho đi bé đi ra đường mà không đem theo la quá trời. Ra đường mấy số hả? Dạ giống như đi xe rồi bình thường á. Em đẩy em bé đi, em thấy tội nghiệp quá, em tính chơi, em tính lạy mà em sợ bị la. Không, bé nó ngậm hạn chế cho nó ngậm thôi. Nha. Dạ. Với lại cái này là bình nước rửa bình sữa. Dạ. Tại vì anh nghĩ là cái an toàn cho bé là vệ sinh cho sạch sẽ thì đây là nước rửa bình sữa nha. Dạ. Cái này tả nó tặng cả nhà. Nó mua hai bịch tặng bịch nhỏ này. Với lại cái cây rửa bình sữa. Ở lúc em mua cái ngay đây nó có cái đầu mút á. Em dạ nó hình nó bị rách cái đầu mút, cái quậy cái rửa vô không được, rửa cái nó bị chạy cái bình rồi em không mua nữa. Mua cái này nè, mua cái này không có đầu mút. Dạ. Em để cái khăn sữa xong cái em lấy cái đũa em quay. Nó không sạch. Nó có này nè. Em thấy nó cũng sạch y chang vậy. Rồi em không mua. Sử dụng này đi. Dạ. Nha. Còn cái đây cũng đọc danh sách của chú anh chị giúp đỡ cho Ngân luôn. Là chị Thảo ở Mỹ, ở chị Thảo ở Úc. Dạ. Yeah. Gửi cho em 5 triệu. Dạ. Yeah. Chị Châu gửi cho em 200 đô. Và chị Dương Mai ở Mỹ gửi cho em 100 đô. Yeah. Tổng cộng số tiền anh làm tròn luôn á là 12 triệu. Dạ. Yeah. Anh mua hết quà này là hết 3.374.000. Dạ. Yeah. Thì cái số tiền mà anh trừ ra anh còn có tầm 9 triệu mấy á. Dạ. Cô chú nhà anh đóng phòng trọ giùm em. Dạ. Nhưng mà ngồi tiền phòng trọ em đóng thế nào chưa? Dạ em đóng rồi, đóng cô hôm bữa rồi. Ngày nào? Ngày mấy là đóng lại? Em cũng không nhớ nó có trong điện thoại. Em không biết nó trong điện thoại, em có cô gửi nhà cho em ở trong điện thoại. Có gì em chụp màn hình em gửi cho anh. Ừ, ý là ngày mấy đóng lại? Em không nhớ nó, có gì em chụp màn hình em gửi cho. Ồ, thấy rồi. Nó. Thì anh sẽ trích ra 3 triệu đưa cho em. Dạ. Để em lo cho con em mua cần gì mua nữa, mua. Dạ. Còn số tiền còn dài lại giữ còn lại á. Dạ. Thì anh xin phép anh giữ lại. Dạ. Để anh có thể là thay em giữ tiền đóng phòng trọ. Dạ. Thì đó là cái số tiền mà anh mua là 3.374.000. Dạ. Anh dư còn 9 triệu mấy anh chưa tính lại. Dạ. Dư còn khoảng 9.136.000. Dạ. À, thì anh đưa cho em 3 triệu nữa. Dạ. Để em giữ đó, em cần mua cái gì. Dạ. Thì em mua. Dạ. Con đường đúng hay sai là em chọn. Dạ. Con em nữa. Dạ. Anh chỉ nói vậy thôi. Anh ơi, anh đi quay clip, anh chắc anh hiểu về camera, anh tìm hiểu giùm em. Cái tầm giống như để trong phòng thôi. Tại thì em cũng muốn rõ ràng chứ để nói gì. Không, anh dư camera ở nhà, anh dư đó để em gửi xuống cho. Dạ, em cảm ơn anh. Anh dư cái ở nhà, cái đó thì rẻ thôi. Anh mua, anh dư đó, anh gửi xuống cho Thảo. Em cảm ơn chị Mai, em cảm ơn chị Thảo, chị Châu đã giúp đỡ cho em. Em cảm ơn anh. Thì BB cũng xin thay mặt cô chú. Thì BB cũng đã xin ý kiến của ba chị rồi. Thì ba chị sẽ giao quyền quyết định cho BB. Trước mắt thì BB không thể gặp được cô chủ phòng trọ. Nhưng mà chắc chắn tại vì bé Ngân có thay đổi là có muốn đổi phòng trọ hay không là còn bé Ngân nữa. Thì có gì bé Ngân sẽ liên hệ BB, xem BB sẽ đóng tiền cho bé Ngân ở phòng trọ. Trước mắt như vậy. Dạ. Hy vọng là anh sẽ giúp em khoảng thời gian cho bé nó lớn. Dạ. Anh sẽ giúp, nói chung là anh cũng sẽ hy vọng mình có thể tiếp tục giúp cho em. Định
cho em định đem bé vô gửi á, rồi em đi gửi trong chùa, em đi làm công ty cái thứ bảy chủ nhật em vô thăm bé, chứ đâu có ai đâu giúp cho mẹ con em hoài. Còn đẩy bé đi bán vé số á, cái bánh xe đó nó tưng tưng hoài, em thấy nó đẩy đi mỗi lần đẩy nó la dữ lắm luôn, em sợ nó cái não của nó còn yếu á, đẩy nó tưng tưng tưng. Đẩy, anh đẩy đi cái đường vòng á. Mua cái này rẻ mà, cho nên là không có cái đồ đồng hồ gì cho em. Anh bây giờ chị em nói, nếu như mà em có bán nhà được á, em có nhận tiền anh cho em xin số tài khoản rồi em chuyển cho anh nha, anh giữ giùm em. Tại số tiền khá lớn mà em cũng không có người thân nữa. Bây giờ làm gì, giờ để ở trong phòng trọ thì nó cũng mất an toàn, mà mua vàng thì cũng mất an toàn. Em đâu có người thân đâu. Tại sao em tin tưởng anh một người sao lại? Dạ có, giờ anh cũng nổi tiếng. Như thế này, tiền anh sẽ giữ cho, yên tâm. Dạ, cảm ơn anh. Em không mất đâu, dạ. Anh còn lấy tiền anh cho người khác, anh không, em không lo cái việc đó. Dạ. Và anh cũng rất xin lỗi vì em thì thường thì anh sẽ trao cho hoàn cảnh hết, nhưng mà hoàn cảnh của em thì anh sẽ giữ lại để dư với mẹ em. Dạ. Bởi vì là em có một mình một em mà. Dạ. Ở thì có gì để làm lòng tin anh giúp người không có bị sai lầm á. Anh mua cam nhiều anh chia lại cho anh em. Gửi anh chưa? Dạ. Không, cái cam anh có nhà anh còn dư đến gửi cho em. Nào anh về anh gửi sớm giùm em nha. Rồi em nhờ người ta đây lắp á, để mấy con người bà nói gì cũng quan cho em, hay là anh không cho tiền, giống như là anh giữ lại cho em cũng được không sao. Nếu mà có hết tả thì gọi anh nha. Dạ. Anh hiểu rồi, thôi đừng có vấn đề chuyện gia đình của em. Nói vậy cũng quan cho em. Anh hiểu rồi. Dạ. Nhưng cái đó là để cho cô chú anh chị xem, cô chú anh chị có một quyết định, có một ý kiến riêng thì cô chú anh chị để lại bình luận xuống dưới. Còn em, dạ, còn anh đây thì anh sẽ không có thể nói được gì nhiều cả. Dạ. Cái việc là anh không đưa tiền cho em là thứ, dạ, nhất là bảo vệ cho em, tại vì em mới, dạ, có con thôi. Dạ. Chứ nếu tay mẹ phụ nữ, dạ, anh giữ tiền đây thì anh giữ giùm, dạ, em chứ anh không có lấy. Dạ em tiền có, anh giữ giùm em cũng không có sao đâu. Tiền á, anh đưa, nếu mà đưa 3 triệu 6 điểm mấy lần. Thôi em không dám nhận. Còn 6 điều mấy lần. Tại em ngày mai em đi khám cho cu này rồi em mới nhận thôi. Cái lưng của nó em gờ gờ như vậy, cái nó khóc liên liên. Bé thì yên tâm đi, bé đi khám bệnh là bé dưới 6 tuổi là nó sẽ được bảo hiểm của trẻ em sơ sinh. Dạ. Thì nó sẽ hoàn toàn được miễn phí. Dạ. Anh không nhớ 6 tuổi hay 6 tháng, anh không quên nhớ nữa, nhưng mà bé chưa tới 6 tháng luôn á. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì đi khám cho bé. Rồi cái gì thì cần cái gì đó gọi cho anh, anh biết. Dạ. Thật sự đấy nha. Không. Đau lòng khi thấy cảnh mà bây giờ anh còn rung nữa nè. Khi thấy cảnh là hai mẹ con ly biệt, hai mẹ con tách rời nhau, giờ đau lòng hơn mà tôi phải giữ tiền nữa. Anh đau lòng anh mới giữ tiền á. Có gì đâu anh giữ cho em đi. Em hậu đậu lắm. Em bữa anh cho tiền em á, em bị rớt hết 700. Em bỏ túi nè, em đi xe nó trơn trơn nó rớt hết. Thì thôi đó, cái tả đó cần thiếu tả nữa thì anh, dạ, anh mua thêm cho nha. Dạ em cảm ơn anh. Tí nữa gửi hình về sao, gửi cái việc, gửi địa chỉ ở đây cụ thể nhắn, dạ, cho anh. Dạ. Rồi sao mình anh có đồ nha, quần áo của con anh á. Dạ. Anh dư anh cho em ít. Dạ em cảm ơn anh. Cho anh số điện thoại, em có muốn cho anh số điện thoại trên này không? Dạ, liên hệ anh được không? Liên hệ anh hay cho em cũng được. 0566 853 006. Thì cô chú có muốn giúp đỡ cái áo quần cho em thì cô chú liên hệ trực tiếp cho bé ngon gắn tiền hơn. Thay vì Baby, tại vì Baby đi nhiều nơi á, có nhiều khi Baby không nghe máy được thì nó lỡ mất một cái cơ hội, một cái may mắn, một phần quà của bé rồi. Cho nên cả nhà có thể liên hệ trực tiếp cho bé ngon để có thể là gặp trực tiếp và biết rõ thông tin hơn. Dạ. Em đọc lại lần nữa. Dạ 0566 853 006. Em có thể cảm ơn cô chú anh chị mình một lần nữa. Cảm ơn cô chú, cảm ơn mấy anh chị đã giúp đỡ đi. Cảm ơn. Chị phân tay gì vậy, lớn phân tay gì vậy. Được rồi, thì thôi Baby cũng xin thay mặt bé ngân cũng như là các trai đây em. À không được hỏi tên. Baby cũng xin thay mặt bé nhỏ ở đây cũng như bé ngân, cảm ơn quý cô chú anh chị mình thằng Quân, cảm ơn ba chị rất là nhiều vì đã quan tâm và giúp đỡ cho hoàn cảnh bé ngân. Thì có gì đó thì Baby sẽ báo cáo cụ thể cho ba chị biết, cụ thể rõ ràng tiền bạc nó như thế nào. Còn lại thì trách nhiệm sau này thì chắc chắn là không muốn lao đầu anh cũng phải lao rồi. Dạ. Thì coi như là đây là cái duyên của anh với em, với lại bé ở đây. Có thể là anh giúp được phần nào thì sẽ giúp. Dạ, cảm ơn anh. Nha. Dạ. Rồi, Baby cũng đi đâu mấy giờ rồi, Baby xin lại đi đâu ở đây. Cái nhà có ý kiến như nào thì đọc video này đọc hết. Hãy để lại một chút nữa. Tôi xin chào.